Diễn biến mới vụ côn đồ xông vào trường bắt học sinh ra ngoài đánh lên bờ xuống ruộng. Liên quan đến vụ nhóm người lạ vào tận trường lôi học sinh ra ngoài đánh dã man, sáng ngày 24 tháng 2, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết Sở đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về vụ việc. Theo vị đại diện này, sự việc xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều và Trung học Phổ thông Tháp 10, huyện Tháp 10, chiều ngày 23 tháng 2 làm 3 học sinh bị thương. Qua tìm hiểu bước đầu, nguyên nhân của vụ việc có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh và nhóm người hành hung bên ngoài xã hội. Hiện cơ quan công an huyện Tháp 10 đang thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật, vị đại diện trên cho biết. Nói về sự việc này, vị đại diện trên cho biết, lúc tan trường, em NHB và DMT cùng học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều vừa bước ra cổng trường thì bị một nhóm thanh niên rượt đuổi, dùng hung khí đe dọa và đưa lên xe máy chạy đi. Cụ thể, em DMT kể trong sợ hãi rằng sau khi tan học chiều ngày 22 tháng 2, T và các bạn học trong khối 12 của trường ra về thì bất ngờ có 7, 8 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy thẳng vào khu vực hành chính của trường. Những người này tay cầm dao, kéo, uy hiếp, bắt T và NHB học cùng lớp với T, đưa lên xe máy, chở đi gần 10 km đến khu vực vắng giáp danh với tỉnh Long An rồi đánh đập cả hai. Sau khi chở em và bạn B ra khỏi trường, họ dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh rồi nhân em xuống kênh. Nhóm người này khi kiểm tra điện thoại của B, thấy có tin nhắn liên lạc với người mà nhóm này cần tìm nên đã đánh B rất dã man. Họ nhấn đầu B xuống bùn lầy. Đánh xong, nhóm này bò mặc tụi em rồi chạy xe máy đi mất, em T nói thêm. Theo cô Tôn Thị Mai Thanh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều, sự việc nhóm côn đồ xông vào trường bắt hai học sinh lớp 12 của trường đưa đi nơi khác để hành hung diễn ra sau giờ tan học và được các camera an ninh của trường ghi lại. Khi nhân viên bảo vệ và giáo viên của trường phát hiện sự việc đến ngăn cản, nhóm côn đồ đưa học sinh của trường đi thì bị nhóm này rút dao ham dọa với thái độ rất hung hãn nên đành bất lực. Thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ và giáo viên can ngăn nhưng không được, do đối tượng bên ngoài hung hăng, có hung khí. Nhà trường có gọi báo công an xã có đến nhưng nhóm người đó và các em học sinh đã bị bắt đi theo rời khỏi trường. Nhà trường đã trích xuất đoạn clip từ camera gửi cơ quan chức năng. Trường mới được xây gần đây và chưa có hàng rào bảo vệ nên rất khó quản lý được người ngoài xâm nhập vào trường. Khi hai học sinh bị nhóm này trở đi, trường đã nhanh chóng báo công an và gia đình để có giải pháp hỗ trợ, xử lý. Cô Thanh cho biết thêm, chiều cùng ngày, em LVK, học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Tháp 10, cũng bị nhóm thanh niên lạ dẫn đi và hành hung theo cách tương tự như hai em B và TM mới ra cổng trường thì bị nhóm đó áp sát kêu lên xe. Nếu không sẽ bị đánh. Họ chở em tới chỗ vắng, dùng dao đâm vào bụng và cầm nón đánh vào mặt, đầu của em K kể lại. Cũng theo lời em K, sau khi đánh em xong, nhóm người lạ nói ai từ Đốc Binh Kiều ra đây học đều bị đánh chứ em không có mâu thuẫn với nhóm này. Thầy Lê Văn Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tháp 10, nói do vụ việc xảy ra sau giờ học và bên ngoài cổng trường nên thời điểm xảy ra vụ việc, nhà trường không hay. Khi công an liên hệ với trường để xác minh em K có phải học ở trường không thì trường mới biết sự việc. Trường đã cử giáo viên đến bệnh viện thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của K. Được biết, sau khi bị hành hung, cả ba em được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo hồ sơ bệnh án ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, em B bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, bàn tay trái, em K bị chấn thương và vết thương vùng đầu, bụng, trong đó vết thương ở bụng do bị vật nhọn đâm. Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp đã chỉ đạo hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tháp 10 và Đốc Binh Kiều thăm hỏi, động viên các học sinh bị hành hung. Đồng thời, ổn định tư tưởng học sinh, giáo viên, tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội cho học sinh để tránh các vụ việc tương tự xảy ra. Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp cũng ban hành văn bản rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học. Công an huyện Tháp 10 vẫn đang điều tra vụ việc.